Tôi kính chào lại tất cả cô chú anh chị em các bạn mến thân trong diễn đàn. Khi lúc đó cả thế giới đang bàng hoàng về vấn đề tại Hoa Kỳ, thì ngày hôm nay phía bên tình báo Ukraine đã tiết lộ một bí mật, đó là Putin cũng bị. Thì nói cho các quý vị nghe rằng là ngoài cái vấn đề mà cựu tổng thống Donald Trump đã bị một sự việc mà chúng ta đã làm có thể nói là đứng tim, đặc biệt là những cô chú anh chị em đã ủng hộ bà Trump. Ngoài ra thì ngày hôm nay phía bên tình báo của anh của Ukraine đã tiết lộ là một cái nhóm ly khai của Nga đã đưa ra một cái kế hoạch ám sát Putin. Đáng tiếc là cái kế hoạch đã bị thất bại. Ukraine không có nêu lên chi tiết cụ thể là Ukraine có đóng một cái vai trò nào không trong cái vụ ám sát của Putin. Ngay lập tức Điện Kremlin đã công bố rằng là những cái âm mưu nhắm vào tổng thống của họ sẽ hoàn toàn bị thất bại. Vì nhà lãnh tụ của Nga thì các quý vị cũng biết hiện bây giờ là cái nền thăng bằng kinh tế chính trị của Nga nó nằm ở tại một cái nơi chủ chốt, đó là Putin. Nếu Putin xảy ra bất cứ chuyện gì thì đất nước Nga có thể bị sụp đổ ngay lập tức. Và cái điều mà bảo vệ an ninh chặt chẽ cho Putin đó là cái điều tối đa mà phải cần ứng phó. Cho Nguyên nhắc một con số để cho các quý vị hình dung. Nếu Putin điều động hay là đi những cái gì sự kiện trong đất nước Nga thì là cái an ninh bảo vệ Putin khoảng tầm 4 đến 500 người. Cái sự kiện trong đất nước Nga. Nếu là những sự kiện ngoài đất nước Nga thì tất cả những nhân viên bảo vệ và tình báo của Nga khoảng tầm 4.000 người. Để cho các vị biết là Putin, tính mạng của Putin đang bị đe dọa và những cái thế lực muốn ám sát Putin nó vẫn tồn tại. Đáng tiếc là không thành công. Đáng tiếc là không có những sự kiện nổi bật, cũng giống như vấn đề của Bắc Trung. Đáng tiếc là cái điều đó, cái âm mưu đó nó chưa thực thi được thì nó đã bị tình báo của Nga đã bắt, FSB đã bắt. Nhưng kế hoạch nó đã có. Trong Yên nói cách đây không lâu, cách đây khoảng tầm 6 tháng về trước, Putin đã từng bị ám sát, nhưng cũng đã bị ám sát hụt. Để chúng ta biết rằng là trong cái nội bộ chính trị của Nga đang có một cái xu hướng là muốn thay đổi Putin. Cũng bởi vì như vậy nên là Putin hiện bây giờ không còn tin tưởng bất cứ ai. Những cái thế lực nào, cô chú anh chị em, thế lực nào mà có đem có thể đe dọa thì Putin loại trừ. Nên là gần đây chúng ta thấy rõ được là đầu tiên nhất là ông ta loại trừ Prigozhin, sau đó ông ta loại trừ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ông ta loại trừ tham mưu trưởng và ông ta loại trừ nhiều người khác. Đó là bản tin đầu tiên để cho các vị biết là Putin cũng có phải chăng đi cho nó khỏe hay các vị. Ha, thực tế các vị là đó giờ Nguyên trong đầu của Nguyên á chưa bao giờ có suy nghĩ là trù ai cả, riêng biệt dành riêng cho Putin thôi. Phải chăng ổng đi cho thế giới nó được nghỉ mệt? Ngày nào còn có Putin thì ngày nào đó vẫn còn có sự đe dọa. Các vị cũng biết là sau khi cái buổi họp ở tại Hoa Kỳ, buổi họp NATO đó, thì Mỹ đã ký một cái hợp đồng với Đức là Mỹ sẽ triển khai quả tiễn tầm xa, những loại quả tiễn có thể bắn đến 5.000 cây số tại nước Đức. Và không riêng biệt về Đức không, Mỹ có thể triển khai qua để nhiều quốc gia khác nếu quốc gia đó có nhu cầu. Thì cái hành động của Mỹ đó nó đã dẫn đến Putin lo sợ và tức giận. Lo là bởi vì từ giây phút này châu Âu có những vũ khí đáng sợ. Đây là những loại quả tiễn có trang bị đầu đạn hạt nhân. Và đối với Putin đây là cái mối đe dọa. Và cái tức giận rằng là Mỹ đã không lắng nghe lời cảnh cáo của Nga và không sợ những lời đe dọa của Nga trong thời gian vừa qua. Thì ngay lập tức Putin đã răn đe và có lời công bố trong ngày hôm nay sau đây. Những quốc gia châu Âu, bất cứ quốc gia nào mà có quả tiễn của Hoa Kỳ đặt ở trụ sở thì những quốc gia này sẽ là mục tiêu hàng đầu của đất nước Nga trong những ngày kế tiếp. Hiện bây giờ đây là lần đầu tiên Putin đã đe dọa trực tiếp tấn công vào những quốc gia châu Âu và đặc biệt là những quốc gia nào trang bị cho phép Mỹ đặt
hỏa tiễn thì cái quốc gia đó sẽ được ưu tiên hàng đầu mà tấn công. Thì hiện bây giờ Đức là cái quốc gia dẫn đầu trong cái vấn đề này. Thì theo những gì Putin phát biểu thì nước Đức sẽ trở thành cái tầm nhắm hàng đầu của châu Âu. Thì đây là một cái lần đầu tiên mà Putin đe dọa trực tiếp đến những quốc gia châu Âu trong một cái bối cảnh tình hình càng ngày càng căng thẳng. Cái điều nó bất công chắc như vậy. Nhìn nghe nó bực bội lắm, nghe Putin nó bực bội. Ổng thì có hỏa tiễn tầm xa thì được, Nga thì có hỏa tiễn tầm xa được thì không ai nói gì. Nhưng mà những quốc gia châu Âu có hỏa tiễn tầm xa thì ổng lại lên tiếng. Ủa tại sao kỳ vậy? Chơi với người mà, đâu phải chơi với thú đâu. Ông có thì được, mà người ta có thì không được. Tại sao? Hiện bây giờ đất nước Nga có hàng loạt loại hỏa tiễn tầm xa. Những loại hỏa tiễn có thể bắn đến 7.000 cây số, 10.000 cây số, có thể bắn đến Paris, London, Berlin thì được. Ông ta đe dọa người ta mỗi ngày được. Nhưng khi người ta có trang bị, có vũ khí tầm xa thì ông nhảy lên đồng đồng và ông đe dọa người ta. Ủa sao kỳ ấy? Cái chuyện nó rất là nghịch lý. Tại sao phải làm như vậy? Mình có được thì tất nhiên là người ta có được. Nên là hiện bây giờ thì Putin đang đe dọa vấn đề của những quốc gia bắt tay với Hoa Kỳ và để cho Hoa Kỳ có những căn cứ phóng hỏa tiễn tầm xa ở tại châu Âu. Và những quốc gia nào đồng ý sẽ trở thành mục tiêu hàng đầu của Putin tấn công nếu sự xung đột có xảy ra. Đây là báo tin đe dọa của Putin mà Nguyên muốn cập nhật cho các quý vị. Và bây giờ chúng ta sẽ nói về bản tin liên quan đến Tổng thống Zelensky. Ngày hôm qua là ngày 14 tây, là một cái ngày khá đặc biệt, là cái ngày chung kết đá banh. Các quý vị có coi đá banh không? Trận đá banh cũng rất là hấp dẫn. Hai đội có thể nói là vô cùng kịch liệt và những cái hồi hộp nó đến từ giây phút cuối. Ngoài cái vấn đề đá banh ra đó, là cái ngày lễ quốc khánh của Pháp. Ngày 14 tháng 7 là ngày lễ quốc khánh của Pháp. Và Tổng thống Zelensky đã có lời cảm ơn đến đất nước Pháp. Nhưng cái điều đặc biệt á, cảm ơn là chuyện bình thường. Đặc biệt lần đầu tiên Tổng thống Zelensky nói bằng tiếng Pháp, viết bằng tiếng Pháp. Đây là lần đầu tiên từ đó tới giờ. Nguyên đã nghe rất là nhiều lần Tổng thống Zelensky có những lời bài phát biểu bằng tiếng Anh hay là trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh. Nhưng là lần đầu tiên Nguyên, ông ta đã có thể nói là cố tình nói tiếng Pháp, gửi lời cảm ơn cho chính phủ Pháp và người dân Pháp qua cái sự nỗ lực và yểm trợ của Pháp trong thời gian gần đây. Đặc biệt là những sự gắn bó và những cái đường lối chính trị của Pháp đang đưa ra để bảo vệ Ukraine. Tổng thống Zelensky đã nói bằng tiếng Pháp. Pháp vui quá. Mèo Pháp vui chắc. Lâu lâu tiếng Pháp cỡ này nó mất giá trị. Ngày xưa ngôn ngữ của Pháp thì đi đâu người ta cũng biết, nhưng bây giờ hiếm hoi. Nên bây giờ nghe thấy Zelensky viết tiếng Pháp, nói tiếng Pháp vui quá vui. Báo chí của Pháp ngày hôm nay nó chia sẻ quá nhiều. Nó đơn giản là vậy thôi. Nhiều khi biết vài câu của địa phương của người ta, nói vài tiếng thôi người ta thấy vui liền. Người ta thấy vui liền các vậy. Nên là bữa nay là báo chí của Pháp, người Pháp họ rất là vui khi được Tổng thống Zelensky cảm ơn đất nước Pháp, cái sự giúp đỡ của Pháp dành cho Ukraine. Làm cho báo chí của Pháp, chính phủ của Pháp rất là hài lòng cách mà Tổng thống Zelensky cư xử về sự cảm ơn đất nước Pháp. Đó là báo tin nho nhỏ. Ngoài ra thì Tổng thống Zelensky đã công bố chúng ta biết một tuần vừa qua cuộc tấn công của Nga quy mô lớn như thế nào. Các quý vị hãy bình tĩnh và lắng nghe Nguyên cập nhật cho bản tin này để chúng ta biết một tuần nó có 7 ngày. Nguyên nghĩ là ai cũng biết cái điều đó. 7 ngày của chúng ta nó trải qua một cuộc sống rất là yên định, sống cuộc sống nhẹ nhàng, không lo âu. Nhưng trong 7 ngày vừa qua ở tại Ukraine thì người dân Ukraine phải sống với cái sự sợ hãi. Tổng cộng cho biết Nga đã tấn công 700 viên bom, tức là bom lượng 700, 170 chiếc máy bay không người lái và 80 cái hỏa tiễn tầm xa. Đây là một con số khổng lồ mà Tổng thống Zelensky đã nêu lên cho thế giới biết. Khi lúc đó chúng ta đang vui sướng coi đá banh,
nhậu, cuộc sống chúng ta bình thường, thì người dân Ukraine phải hứng chịu tới 700 viên bom, 180 cái quả tiễn và 170 máy bay không người lái tấn công vào lãnh thổ của Ukraine. Đây là một con số khủng khiếp. Nga hiện bây giờ đang tấn công dữ dội ở nhiều mặt trận. Mục đích là gì các vị? Mục đích là Nga đang muốn tạo ra một cái tiếng vang. Khi lúc đó cả thế giới đang bàng hoàng, đang bận tâm vấn đề của Hoa Kỳ, thì Nga đang muốn lợi dụng cái thời cơ mà ít có ai để ý. Nga muốn tạo ra một cái tiếng vang lớn. Nên là mấy ngày gần đây thì Nga tấn công rất là nhiều, rất là nhiều. Trước khi đến những cái bản tin khác thì chúng tôi nói như thế này: tấn công thì tấn công, thật hư như thế nào, thắng hay bại chúng ta không rõ, nhưng mà nổ thì nhiều lắm, nổ banh sát luôn. Mà đặc biệt là có truyền thông Việt Nam yểm trợ cho Nga, chút nữa quay cập nhật sau, nổ banh sát chứ không phải là nổ thường. Nguyên bảo đảm với các quý vị, Nguyên không biết là mấy ông Việt Nam của mình đó, ở bên Việt Nam, báo Việt Nam đó, mấy ông ngày xưa đẻ kho đạn hay gì mà mấy ông nổ quá. Bữa nay Nguyên đọc báo Việt Nam nói về Ukraine và Nga là Nguyên chóng mặt luôn. Nguyên chóng mặt luôn, phải nói một câu là chóng mặt chứ không bình thường. Khi lúc đó cái thống kê cho biết của Anh Quốc là cái mất mát của Nga đó, 60 ngày có nghĩa là 2 tháng vừa qua đó, là 70.000 binh sĩ. 70.000 binh sĩ thì cái đó Việt Nam không có chia sẻ. Những cái gì mà thiệt hại của Nga đó thì không bao giờ thấy những cái quốc gia thân Nga chia sẻ hết, hay là chính bản thân của Nga cũng không có thừa nhận. Nhưng ngược lại những cái bản tin bịa đặt đó thì nó tung ra trên thị trường á, mà nó tung không phải là một hai bản tin, nó tung từng cả thúng cả tạ. Những bản tin mà Nguyên nói là nó không biết từ đâu mà nó ra, yeah. Và nó được loan tả trên mạng xã hội một cách rầm rộ, đặc biệt là trong cái giai đoạn này, trong cái giai đoạn mà ai cũng đang bận tâm về vấn đề chính trị của Hoa Kỳ, ai cũng đang lo lắng nhiều vấn đề, thế giới đang có thể nói là ở trong cái giai đoạn là nín thở và sợ đất nước Mỹ có nhiều biến cố. Thì Putin đã bắt đầu tung ra những cái khối mù, những cái bản tin mà Nguyên nói là câu chuyện ở trên trời dưới đất, những cái câu chuyện mà giống như là thầy của Nguyên vậy đó, sư phụ của Nguyên vậy đó, nói những cái chuyện kêu là cái chuyện âm binh được không à, chứ không có chuyện bình thường các vị. Và bây giờ thì cho Nguyên cập nhật chia sẻ cùng cô chú và anh chị em những cái sự việc nổi bật cũng bản tin vui liên quan đến Ukraine. Ngày hôm nay thì Ukraine đã đang thỏa thuận với Thụy Điển, về cái vấn đề máy bay Gripen của Thụy Điển, để mà trong tương lai thì Thụy Điển sẽ gửi một số lượng máy bay cho Ukraine. Tôi nhắc như thế này, ngoài máy bay F-61 là loại máy bay rất là nổi tiếng, nó đã từng là những loại máy bay mà người ta gọi là máy bay bất bại, những loại máy bay thì bây giờ nó vẫn là những loại máy bay tốt chứ không phải là không tốt đâu nha. Thì ngoài loại máy bay F-61 sản xuất của Hoa Kỳ thì Ukraine sẽ nhận máy bay của Pháp, Mirage của Pháp, và Ukraine sẽ nhận được máy bay của Thụy Điển luôn chứ không phải là của Thụy Điển. Nhưng mà cái thời gian mà để gửi máy bay á, nó chưa có quyết định ngày nào tháng nào. Máy bay F-61 thì đã gửi rồi, nhưng loại máy bay của Pháp và của Thụy Điển thì Ukraine chưa xác định. Thì ngày hôm nay giữa chính quyền Ukraine và chính quyền của Thụy Điển để xác định cùng nhau thời điểm chính xác mà Thụy Điển sẽ gửi loại máy bay Gripen cho phía bên Ukraine. Nói chung, chúng tôi nói là đất nước Ukraine trong tương lai là một cái lực lượng quân đội cực kỳ là mạnh và cực kỳ là giỏi. Họ giỏi là bởi vì vũ khí nào họ cũng biết sử dụng. Vũ khí của Nga họ cũng biết sử dụng. Vũ khí của châu Âu họ cũng biết sử dụng. Vũ khí của Mỹ họ cũng biết sử dụng. Thứ hai, họ được đào tạo huấn luyện qua tất cả những quốc gia. Họ học ở Mỹ, họ học ở Ba Lan, họ học ở Đức, họ học ở Pháp, họ học ở Thụy Điển. Nói chung chung họ được đào tạo huấn luyện đến từ nhiều quốc gia khác. Cũng giống như chúng ta coi phim kiếm hiệp vậy đó, chúng ta bái nhiều thầy, học nhiều môn võ, sử dụng nhiều binh khí. Thì bây giờ Ukraine cũng tương tự như vậy, hàng loạt sư phụ, rồi binh khí gì cũng biết sử dụng hết.
binh khí gì cũng biết sử dụng cả. Nên là trong tương lai, Nguyên tin chắc đất nước Ukraine sẽ trở thành một cái quốc gia lực lượng hàng đầu của châu Âu về lực lượng quân đội. Một cái quốc gia có đủ khả năng gánh vác một cái vai trò bảo vệ trật tự an ninh cho châu Âu sau cuộc chiến này. Thì mong rằng là giữa Thụy Điển và Ukraine sẽ có những thỏa thuận tốt đẹp, và nó sẽ đem lại những cái lợi nhuận, những cái sự tốt đẹp cho Ukraine trong những ngày kế tiếp. Hiện bây giờ thì đây là cái ngày đầu tiên mà họ đang thỏa thuận, nên là Nguyên cũng không nắm rõ được ngày tháng chính xác mà Ukraine sẽ nhận được máy bay Gripen của Thụy Điển. Đó là bản tin đầu tiên. Liên quan đến máy bay thì có một bản tin buồn trong Hoa Kỳ. Các vị cũng biết là máy bay của Mỹ hiện bây giờ loại máy bay mà được người ta yêu chuộng nhất đó là F-35. Đó. Nguyên cũng không biết là tại sao ông Mỹ đã đặt tên F-35. Cái số 35 nó nghe làm sao, nó nhột nhột làm sao đó. Các vị có nghe con số 35 tự lên mình cảm giác nó nhột nhột làm sao đó. Nhiều con số mà không đặt mà đặt 35. Nói cách như vậy thì F-35 là loại máy bay hiện bây giờ được rất là nhiều người yêu chuộng. Nhiều người trên thế giới đang có thể nói là xếp hàng để mua được F-35. Những cái quốc gia mà yểm trợ cho Ukraine F-16 là bởi vì họ đã có F-35 rồi, nên là họ mới cho Ukraine F-16. Mà trong diễn đàn thì Nguyên nói cho vui là F-61, vì nó là cái model nó cũ đó, hàng cũ, nó là 16 cách đây mấy chục năm về trước. Bây giờ nó 61, đó là chuyện bình thường. Nên là chắc các vị cũng đừng có ngạc nhiên tại sao diễn đàn của chúng ta lại cứ F-61. Còn F-35 đó là cái loại mà có thể nói là cái loại hiện bây giờ người ta yêu chuộng. Không biết tại sao người ta yêu chuộng nữa, yêu chuộng dữ dội. Thì ngày hôm nay có một bản tin rất là buồn cho F-35. Đó là theo một nguồn tin báo chí của Nga tiết lộ, thì F-35 hồi sơ mật của F-35 đã bị rò rỉ ra bên ngoài. Một người đã công bố những cái dữ liệu bí mật liên quan đến F-35, các quý vị. Và cái điều này đang tiết lộ qua bên Nga. Cái điều này là cái điều bất lợi cho Hoa Kỳ rất là nhiều. Trong quá khứ, Mỹ đã từng bị tấn công tin tặc, đặc biệt là tin tặc của Trung Quốc, đã tấn công vào trong cái quốc phòng an ninh của Hoa Kỳ và đã ăn cắp cái hồ sơ F-35. Và nhờ đó thì Trung Quốc mới chế tạo ra những máy bay của mình, G này, G kia. Và bây giờ thì thông tin bí mật về F-35 đã bị rò rỉ ra bên ngoài. Truyền hình của Nga đã tiết lộ rằng là có một người đã bán thông tin và thông tin đã được lọt ra bên ngoài rồi. Bí mật quốc phòng F-35 mà bị rò rỉ ra bên ngoài là chết rồi. Hiện bây giờ thì Nga có thể có những cái hồ sơ cụ thể như thế nào thì người ta không rõ. Nhưng mà Hoa Kỳ đang lo lắng là thì những cái công nghệ của mình sẽ bị Nga ăn cắp. Những trí tuệ của mình có thể đã bị Nga ăn cắp rồi, mà Nga đã công bố trên đài của mình luôn. Thì cái điều này thì Nguyên cũng không có hiểu rõ được là tại sao như vậy. Thì chúng ta đều biết là gián điệp và tình báo thì khắp nơi. Vấn đề mà để trong cái công nghệ bị một cái thế lực thù địch mà họ nắm trong tay đó thì là một cái điều thiếu sót. Đó là cái điều này thì trong quá khứ Mỹ đã bị, năm 2009 Mỹ đã bị một lần, bây giờ thêm đây là lần thứ hai. Nếu là một sự thật thì đây là lần thứ hai. Hiện bây giờ Tòa Bạch Ốc chưa có nêu lên gì cả về vấn đề một hồ sơ mật liên quan đến F-35 bị rò rỉ ở bên ngoài. Hiện bây giờ Ngũ Giác Đài vẫn chưa nói gì hết, Tòa Bạch Ốc vẫn chưa lên tiếng về cái vấn đề này. Nhưng Nga đã xác định danh tính, hồ sơ trình bày trên đài truyền hình của Nga ngày hôm nay về vấn đề F-35. Nhưng mà Nguyên nghĩ là cũng không sao. Cái sự công nghệ của Hoa Kỳ đó, nó là một cái công nghệ nó không có nằm dậm chân tại chỗ, cái sự phát triển nó không ngừng. Những cái hồ sơ mật về liên quan đến công nghệ có thể Nga có thể trộm cắp được bằng qua tin tặc, bằng qua gián điệp, vân vân và vân vân. Nhưng những hồ sơ đó nó chỉ là những hồ sơ cũ theo cái nhìn của Nguyên thôi.
Tất nhiên là Nguyên cũng không có nắm rõ được cái vấn đề này, vì cái vấn đề không ai trình bày cụ thể chi tiết cái hồ sơ nó như thế nào chia sẻ trên mạng xã hội hết. Không ai trình bày cụ thể hết các thứ vậy. Nhưng cái vấn đề F-35 đã bị rò rỉ, đó là sự thật. Đó là sự thật. Nên là cái điều này để chúng ta thấy rõ được ngày hôm nay, những cái vấn đề sáng tạo nó rất là quan trọng. Đặc biệt là những công nghệ vũ khí mà gớt vào trong tay của kẻ địch là xong. Là xong. Và bây giờ chúng tôi cập nhật với các bản tin để chúng ta thấy rõ được là Putin sợ hãi và Putin điên cuồng như thế nào. Ngày hôm qua đó, Nguyên có nói với các quý vị đó, là ông Putin ông mới ký một cái đạo lực. Mấy ngày gần đây thì ông ký nhiều cái đạo lực lắm. Đạo lực thứ nhất là đánh thuế những người nhà giàu, những cái doanh nghiệp mà Nguyên nói khá nhiều. Đạo lực thứ hai là ông cấm những cái vị dân biểu, những vị quan chức rời khỏi đất nước. Muốn rời khỏi đất nước thì phải nêu lên một cái lý do, mà cái lý do đó phải được Điện Kremlin chấp thuận. Còn nếu không thì sẽ mang tội này tội kia. Lý do mà Putin đã làm điều đó thì Nguyên đã có phân tích là bởi vì ông ta sợ. Sợ là những quan chức á, thì đất nước Nga mà, cũng giống như Việt Nam chúng ta vậy đó, quan chức nào không có quan nào nghèo hết, quan nào cũng giàu hết. Làm quan là giàu. Một người làm quan thì cả họ đều giàu. Mà cả họ làm quan thì đất nước càng nghèo, cả họ càng quan thì cả nước càng nghèo. Nên là các cô chú và anh chị em thì ở Nga thì nó không giống Việt Nam chúng ta vậy đó, chỉ có một ông quan chức cao cấp thì thôi, gia đình thì giàu lắm. Mà Putin bây giờ thì không muốn người giàu rời khỏi đất nước, vì sợ cái nguồn tiền á, nó chạy qua nước này, nó chạy qua nước kia. Đặc biệt là đất nước đang cần tiền để cung cấp cho cuộc chiến. Nên là Putin đã hạn chế làm sao cho những quan chức không rời khỏi. Mà khi quan chức rời khỏi đất nước thì Putin sợ là những cái quan chức này bán thông tin tình báo. Các quý vị biết là thông tin tình báo nó có giá trị. Thí dụ đi, các quý vị cũng biết là Mỹ hay Pháp hay Đức họ sẵn sàng cung cấp cho các quý vị tiền bạc, nhà cửa, cả luôn quốc tịch, nếu các quý vị có những thông tin tình báo hữu ích để trao đổi với họ. Nên là vấn đề Putin sợ thứ nhất là tiền, thứ hai là tình báo của đất nước bị rò rỉ ra bên ngoài. Nên là Putin hạn chế tối đa mới ký cái đạo lực này. Mới ký ngày hôm qua, ngày hôm nay thì có một cô dân biểu bị tòa án của Nga kết tội là 7 năm tù, 7 năm rưỡi tù, vì cô ta đã chuồn đi đâu mất rồi. Một dân biểu của Nga, một cô dân biểu của Nga đã vắng mặt. Cái lý do mà cổ bị 7 năm rưỡi tù là bởi vì cổ đã vắng mặt vài tuần rồi. Cổ không có trình bày ở tại quốc hội. Cổ đi đâu mất rồi. Nên cổ đã vắng mặt. Cô này cổ khôn. Cổ đã biết trước thời điểm là cổ đi trước cái thời gian. Khi lúc đó biên giới vẫn chưa kiểm duyệt một cách chặt chẽ. Trước khi Putin ký xác lệnh là cổ đã dọn nhà, tiền bạc, tài sản của cổ, cổ chuồn đi rồi. Hiện bây giờ Nga không nêu lên cụ thể là cổ chuồn đi đâu, cổ trốn đi chỗ nào. Cổ trốn đi chỗ nào thì chúng ta không rõ. Cô chú anh chị em, nhưng cổ đã đi rồi. Nhưng cổ đã đi rồi các quý vị. Cái điều này để cho các quý vị thấy rõ được là tại sao người ta đang tháo bỏ chạy. Người ta đang tháo bỏ chạy đất nước Nga. Cái lý do chính đáng là như vậy. Đất nước Nga bây giờ là người ta sợ lắm. Thì bây giờ ai có đi được là đi. Chúng tôi nhắc lại là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đem 10 tỷ Mỹ Kim rời khỏi đất nước Nga và chạy qua bên Pháp. Đó là cái bản tin chấn động đến từ Nga tiết lộ. Và bây giờ thì hàng loạt quan chức của Nga đang tìm biện pháp rời đi. Vì tại sao phải rời đi? Đặt một câu hỏi tại sao phải rời đi? Đang sống hạnh phúc tại sao phải rời đi? Tại sao phải về rời khỏi quê hương để nhớ mẹ hiền? Tại sao không ở Nga mà phải đi cho bằng được? Vì tài sản ở Nga nó không có bảo đảm được nữa. Đất nước thời chiến nó không giống như thời bình. Thời bình thì tài sản của mình sẽ được bảo đảm, nhưng thời chiến tranh thì không biết được.
Thứ nhất là Putin có thể tịch thu tài sản bất cứ một cái lý do gì để cung đắp cho cuộc chiến. Thứ hai, tài sản của mình cũng có thể bị bom đạn của những cái lực lượng của Ukraine tấn công cũng bị tiêu hủy. Nên là bây giờ tài sản khổng lồ ở Nga nó không còn có giá trị. Bởi vì Putin có thể một cái lý do nào đó, tôi cần tiền bạc để cho quốc khối, anh chi tiền cho tôi, anh chi tiền cho tôi, cô chú và anh chị em. Và cái người đó không thể không chi được. Và nếu không chi thì Putin sẽ bắt một cái tội danh nào đó, tội phản động, tội phản quốc, tội gì đó, tội cấu kết gì đó, với cái tội danh gì đó, rồi sẽ bị vào tù và mất cả trắng tay. Nên là bây giờ thì người ta ai có điều kiện tại trong đất nước Nga, cái tốt nhất là làm sao cất cánh bay xa, đi qua những quốc gia khác và xin tị nạn. Nên là hiện bây giờ nên Putin đã mới ký một cái sát lệnh không cho những quan chức, những dân biểu, những vị quốc hội của Nga rời khỏi đất nước nếu không được quyền phép, vì sợ ôm tài sản tháo bỏ chạy. Nhưng mà dù ổng làm cách mấy, cá nó cũng lọt lưới thôi, cá cũng lọt lưới. Và Nguyên nghĩ là trong tương lai thì cái vấn đề mà người ta tháo bỏ chạy đó, nó sẽ càng ngày càng nhiều, chứ không phải nó sẽ càng ngày càng nhiều các quý vị, cực kỳ là nhiều trong những ngày kế tiếp, à, rất rất là nhiều trong những ngày kế tiếp. À, nên là các cô chú anh chị cũng thấy rõ được là trong cái bối cảnh ngày hôm nay, chính quan chức của Nga còn muốn tháo bỏ chạy, huống chi là người dân Nga. Người dân Nga tất nhiên là phải tháo bỏ chạy rồi, mà thăm nguyên cửu nguyên và bắt đầu đi lính là chết, đi lính là chết, tất nhiên là người ta mới bỏ chạy rồi. Bây giờ các quý vị thấy Việt Nam mình khách du lịch Nga nhiều lắm, khách du lịch Nga Việt Nam mà mới đầy, mà đi là không có về, đi không có về, họ không muốn về, về bị bắt đi lính thì sao, chiêu mộ đi lính thì sao. Trời ơi, Việt Nam mình có nguyên nói đây nè, Việt Nam hiện bây giờ nè, mình là thời bình, không phải là thời chiến nha, một thời hòa bình đó. Mà con em gia đình có điều kiện cũng không cũng đi nghĩa vụ mà. Đến tuổi đi nghĩa vụ rồi đi qua du học, đi qua nước ngoài để trốn nghĩa vụ mà. Việt Nam mình đâu có chiến tranh đâu, đi nghĩa vụ đi bộ đội bây giờ có chết chóc gì đâu. Nhưng mà người ta cũng sợ, người ta còn sợ, người ta cho con em người ta đi qua nước ngoài đi du học để tránh cái tuổi đi nghĩa vụ. Huống chi Nga là một cái đất nước chiến tranh, năm nào cũng chiêu mộ 200-300 ngàn hết, cứ năm nào cũng 200-300 ngàn, năm nào cũng 200-300 ngàn. Mình xui cái rớt tên mình là xong. 2 năm chiến tranh, hơn 500 ngàn binh sĩ tử vong, có nghĩa là một năm chết 200 mấy ngàn người. Các quý vị cứ suy nghĩ đi, một năm chết 200 mấy ngàn người mà năm nào cũng chiêu mộ thêm 200 ngàn hết, thì có nghĩa là cái số lượng chiêu mộ đó là số lượng đi chết. Nguyên nói là các quý vị phải nói là lời nói của Nguyên có đúng không? Cả Việt Nam, nó khẳng định cả Việt Nam thời hòa bình nè, con em người ta đi tuổi đi nghĩa vụ mà gia đình có điều kiện là nó cho đi học nước ngoài hết. Mà thời hòa bình nó nghe đừng có thi hòa chiến, thì hỏi chi người Nga. Người Nga bây giờ họ sợ lắm, họ mà có điều kiện họ sống ở nước ngoài là họ đi, đặc biệt là bây giờ là họ sống ở Thổ Nhĩ Kỳ, nó nhiều vô kể, nó nhiều vô kể các thứ vậy, nó nhiều vô kể. Nó là để chúng ta thấy rõ được ngày hôm nay đó, cái bối cảnh tình hình của đất nước Nga đó, nó là như vậy. Cô chú anh chị em không cần phải tranh cãi với anh chị em Red Bull ở trong diễn đàn, thì mấy anh chị em Red Bull đó, người ta vào trong diễn đàn của Nguyên đó, đó bởi vì người ta đó là cái bổn phận và trách nhiệm đó. Và nhà nước và chính quyền đã cho người ta cái điều kiện mà vô trong diễn đàn thì lúc nào họ cũng những cái quan điểm ngược lại những cái quan điểm của chúng ta. Thí dụ là lần nào vô 100 lần không có nghe, không có thấy, đó, xạo quá bạn ơi đó. Thì cứ lặp đi lặp lại có một cái câu đó thôi, các quý vị cũng không cần quá bận tâm, vì đó là cái trách nhiệm và bổn phận. Và cứ như vậy mà cứ vào vô diễn đàn mỗi ngày mỗi giờ mà canh đúng giờ đúng giấc, và ngày qua ngày, tháng qua tháng, nó đã mấy năm nay rồi, chứ đâu phải một ngày một bữa. Đó, đó là fan trung thành đó. Thấy như vậy chứ là trung thành đó. Đó, các anh chị em đừng có cãi qua cãi lại, mất thời gian với nhau lắm nha. Cãi là cãi chúng chứ đừng có cãi trật.
Nên là không có bận tâm đi, mình cứ bận tâm vào bản tin, mình chia sẻ bản tin. Còn anh chị em mà ta muốn nói gì người ta nói, vì con người mà mình tôn trọng tự do mà. Bây giờ người ta là cái trách nhiệm mà bổn phận của người ta. Rồi không vô diễn đàn, rồi lương đâu mà lãnh mỗi tháng. Nó, các quý vị phải hiểu chứ. Các quý vị cũng phải cho người ta bao tử no chứ. Cô chú anh chị em mà cứ ép người ta gì đó có được. Nguyên là không có đồng ý chuyện đó. Phản bác thì cho người khác phản bác. Người ta có quan điểm cá nhân, và người ta có nhìn cá nhân, và người ta có trách nhiệm và bổn phận của người ta. Mình cứ phản bác thoải mái, không sao cả. Và bây giờ thì chúng mình cập nhật chia sẻ cùng cô chú và anh chị em những cái sự việc nó đang hấp dẫn ly kỳ. Đó là cái buổi họp sắp tới đây sẽ diễn biến ra cái buổi họp hòa bình mới. Chắc quý vị cũng biết là diễn đàn của Nguyên mình cập nhật vấn đề này khá sớm. Sắp sửa tới đây Anh Quốc sẽ gắn một cái vai trò. Các vị còn nhớ cách đây vài ngày Nguyên có tâm tình cho các vị là vấn đề là sẽ tổ chức cái hiệp định hòa bình mới. Vừa qua nó tổ chức ở tại Thụy Sĩ thì nó cũng khá là thành công, nhưng nó chỉ là cái bước một thôi. Và cái bước hai đó nó sẽ là tổ chức cái bước hai. Cái bước hai tổ chức sẽ tổ chức ở tại Anh Quốc. Anh Quốc sẽ tổ chức ở ngay trong một cái đền vua lộng lẫy với chánh phủ mới của Anh Quốc, đó là ông Starmer, thủ tướng của Anh Quốc. Ít nhất hiện bây giờ thì đây là cái kế hoạch, nó chưa có nêu lên ngày tháng cụ thể, nhưng mà theo Nguyên biết nó sẽ gớt vào tháng 9. Hiện bây giờ thì chưa có gửi cái thiệp mời, có nghe đúng ra đó thì đợt này đó sẽ mời cả Nga, Trung Quốc, Việt Nam và những quốc gia thân Nga sẽ tham dự. Nhưng hiện bây giờ thì cái danh sách thiệp mời chưa có cụ thể. Nhưng mà tại châu Âu ít nhất là 45 nước sẽ có sự tham dự. Và Anh Quốc sẽ gánh một cái vai trò trung gian. Mà không biết là Nga có hài lòng cái điều này hay không. Nhưng mà theo nguồn tin cho biết là Anh Quốc sẽ tổ chức cái buổi họp này. Hiện bây giờ thì phía bên Điện Kremlin chưa có phản hồi. Vì cái buổi họp này người ta mời trực tiếp là Putin. Khi lúc đó đất nước Anh Quốc cũng là cái quốc gia có tòa án quốc tế đang truy nã Putin. Putin có dám đến hay không còn là một cái điều khác. Nếu tổ chức tại Anh Quốc, Putin có bạo gan dù Anh Quốc cam kết rằng tôi sẽ không bắt anh, tôi không làm gì hết, tôi sẽ bảo vệ anh. Nhưng mà Putin có dám đến hay không? Khi lúc đó cho Nguyên nhắc lại, Anh Quốc cũng nằm trong tòa án của quốc tế, mà Putin đang bị lệnh truy nã của tòa án của quốc tế. Thì sẽ tổ chức ở tại Anh Quốc. Đó là một cái điều đã chính xác. Anh Quốc đã đưa ra cái địa điểm, nhưng mà chưa nêu lên quốc gia tham dự, cũng chưa nêu lên thời gian cụ thể chính xác là tháng nào. Mà Nguyên nói là Nguyên thì Nguyên biết trước là tháng 9. Nguyên đã nói chắc là khá lâu rồi. Nguyên không biết có thay đổi hay không, nhưng mà Nguyên chưa rõ được ngày tháng cụ thể. Nhưng theo Nguyên nghĩ là tháng 9, theo những nguồn tin mà Nguyên đã được xác nhận được trước đó, cách đây vài tuần trước. Thì Nguyên cũng đang chờ rất là hứng thú coi cái buổi hòa bình sắp tới. Bởi vì nó có sự hiện diện của Nga, Putin, Tập Cận Bình, rồi Việt Nam. Việt Nam đợt này không có từ chối đi được, bởi vì nó có Nga, có Trung Quốc, rồi Campuchia và nhiều quốc gia khác. Thì Nguyên sẽ coi cái hiệp định nó sẽ diễn biến như thế nào. Khi có rất là nhiều quốc gia khác biệt quan điểm chính trị, sẽ có những lời qua tiếng lại ra sao, và nó sẽ dẫn đến sự hấp dẫn như thế nào. Vì đây là một cái điều mà ai cũng đã lên tiếng và cho rằng là cái tổ chức hòa bình mà không có Nga thì làm sao hòa bình. Thì chúng ta sẽ chờ xem coi cái buổi họp sắp tới có Nga có đem lại hòa bình hay không. Có Nga, cái buổi họp đó sẽ có thể diễn biến ra một cách suôn sẻ hay không, hay là có Nga nó chỉ tạo ra cái bầu không khí cãi lộn, cãi vã, và cái buổi họp nó không dẫn đến đâu và đâu hết. Nên là chúng ta sẽ chờ xem trong những thời gian sắp tới, khi Anh Quốc, cô chú anh chị em, họ sẽ nêu lên cụ thể quốc gia tham gia và thời gian cụ thể chính xác, chúng ta theo dõi sau trong những ngày kế tiếp. Ngày hôm nay thì cho Nguyên nói về tình hình một chút xíu cuộc chiến. Ngày hôm nay thì tin của Nga thì nhiều vô kể, tin của Nga trội lưu đạn thì nhiều lắm. Các quý vị cũng biết mà, nhiều khi mỗi lần mà Nguyên vào báo Việt Nam, Nguyên đọc
tin của Nga đó. Nhiều khi mới làm biến vô báo của Nga, vì tiếng Nga mình quá giỏi mà các quý vị, trình độ tiếng Nga của Nguyên là quá siêu đẳng rồi, nên là nhiều khi Nguyên làm biến vô báo của Nga Nguyên đọc, Nguyên chỉ cần đọc báo Việt Nam thôi, vì cái gì mà của Nga chia sẻ thì Việt Nam mình lấy chia sẻ lại y hệt như vậy, không có gì hết, đúng không? Nga nổ một trái lựu đạn, Việt Nam mình lụm lại về Việt Nam mình lỗ 10 trái. Ở bên Nga nó trọi một trái lựu đạn thôi, Việt Nam mình lụm lại, lụm về Việt Nam mình nổ 10 trái. Đó như vậy đó. Nên là nhiều khi nghe tin của Việt Nam nó còn sốc, nó còn gây cấn hơn tin của Nga nữa. À, nhiều khi tin của Việt Nam mình lụm lại của người ta, nhưng mà mình nổ nó còn lớn hơn người ta nữa. Đó. Nên là nhiều khi vào báo Việt Nam Nguyên đọc Nguyên còn thấy hào hứng hơn, hào hứng hơn là Nguyên nghe báo Nga. Thì bữa nay nó có rất là nhiều những bản tin khá là gây sốc về những bản tin mà do chính Việt Nam chúng ta chia sẻ khá là gây sốc các cô chú và anh chị em. Các quý vị đừng nên bỏ lỡ. Chút nữa Nguyên cập nhật trong cái kênh CND Trần Quốc Việt. Bữa nay thì Nguyên vào coi báo Việt Nam là Nguyên phải mặc áo giáp. Cỡ này Nguyên sợ lắm. Văn miễn. Nhan sắc của Nguyên nó không được đẹp rồi. Bây giờ mà nhăn miễn là chết. Cỡ này nó lên ký. Miễn nó dễ nhăn lắm. Văn dễ trúng lắm. Ốm ốm. Miễn nó bắn của chúng. Tại vì ốm mà. Còn mà tướng của Nguyên bây giờ bê. Cái này nó tròn, cái này là chết. Nổ là dính liền sợ lắm các bạn. Đây là bản tin liên quan thời sự của Ukraine và Nga ngày hôm nay mà Nguyên muốn chia sẻ cùng các quý vị. Một chút xíu nữa thì chúng ta quay trở lại chủ đề của thế giới, trong đó có vấn đề của cựu tổng thống Trump. Chúng ta sẽ cập nhật những chi tiết cụ thể hơn, những bản tin mà Nga nổ băng xét, chúng ta cùng nhau lắng nghe những bản tin Nga nổ cho nó vui. Lâu lâu có tiếng pháo nổ cũng vui các quý vị mà. Chúng ta nổ và chúng ta lắng nghe cho vui, và chúng ta tìm hiểu rõ được tại sao trong cái giai đoạn này thế giới đang căng thẳng thì Nga lại tung ra những cái khối mù nhiều như vậy. Chút nữa chúng ta gặp lại trong cái kênh CND Trần Quốc Việt, Nguyên thay đổi địa điểm, một cái bắt rào mới, và chúng ta gặp lại nhau với những bản tin sôi động của quốc tế trong cái kênh CND Trần Quốc Việt. Và trước khi tạm biệt cùng cô chú và anh chị em thì các quý vị cũng biết cho Nguyên nói thêm một lần nữa. Các vị cũng để ý là trong diễn đàn của chúng ta đó là một cái diễn đàn người Việt Nam chúng ta khắp nơi trên thế giới. Người thì ở Mỹ, người thì ở Việt Nam, người thì ở châu Âu, người thì ở châu Phi. Nói chung là chỗ nào cũng có. Ở diễn đàn chúng ta thì nó có đa dạng lứa tuổi, người trẻ, người già. Rồi chúng ta có đa dạng nhân cách, nam và nữ đủ thứ cả. Và quan điểm chính trị chúng ta đều có sự trái chiều. Không ai giống ai hết. Người nghe... phần lớn là cô chú anh nghe cho nó vui, nghe thông tin của Nguyên nó có một cái hài hước, nghe cho nó đỡ buồn đỡ chán, cũng biết tin tức đó đây. Nhiều người nghe thì muốn tìm hiểu được tình trạng thế giới như thế nào với một cái tâm tư khác. Mấy bác khác Nguyên nghe là để coi nó có nói xấu gì mình gì hay không, nó nói cái gì hay không đó, thôi thấy ghét quá liệt nó vào trong danh sách đen. Thì ai vào nghe nó cũng có một cái mục đích khác nhau, một cái vai trò khác nhau cả. Nên là cái vấn đề mà chúng ta không có nhất trí là chuyện bình thường. Thường các quý vị cũng không cần gì phải cãi vã. Giống như là có cái bác đó cứ vô lần nào xạo quá bạn ơi, bao nhiêu năm chứ không phải là một ngày một bữa, ngày nào cũng vô xạo quá bạn ơi, mà lúc nào cũng xếp hàng chờ sẵn hết. Chương trình chưa bắt đầu đã xếp hàng chờ lắng nghe xạo rồi. Cái hay là lúc đó là chương trình nó chưa biết xạo rồi, vô là biết là xạo rồi đó. Bác ơi, vô là biết Nguyên có xạo rồi đó. Nhưng mà không, nó không có xạo, tao ngủ không có ngon. Thì đó là cái bổn phận và trách nhiệm. Thì cái điều đó thì mình phải chấp nhận thôi. Các bác đừng có gì mà buồn phiền trong diễn đàn rồi nó qua nó lại. Nó mất đi cái tình cảm, tình nghĩa, tình thương mến thương người Việt với người Việt. Chúng ta gặp lại và bài thôi.